tâm của bạn thiện tư tưởng thiện hành vi thiện trong đó vẫn còn xen tập bất thiện cái này có thể nói thiện hạnh không phải phạm hạnh thiện hạnh thế gian cùng phạm hạnh khác biệt chính ngay chỗ này trong phạm hạnh không nên xen tập bất thiện cho nên phạm là thanh tịnh chúng ta nhất định phải hiểu chánh niệm là gì chính là đối với ta mà nói lìa tất cả tà niệm cái niệm này gọi là chánh niệm chúng ta ở trong điển tích của người xưa cũng thấy qua chánh niệm vô niệm lời của họ nói không hề nói sai khi chúng ta xem thì chúng ta xem sai rồi chúng ta xem sai cái gì chánh niệm là vô niệm không có bất cứ niệm gì thì gọi là chánh niệm sai rồi Vì thì bạn sai quá nhiều rồi Bạn đem vô niệm xem thành chánh niệm Kết quả là Quả báo của bạn là Ở tứ thiền vô tưởng thiên Vô tưởng thiên là ngoại đạo Học Phật học thành ngoại đạo Sẽ đi đến chỗ này Nhất định phải nên biết Vô niệm là vô tà niệm Vô tưởng cũng là tà niệm. Trong tông môn thường gọi là vô niệm. Vô niệm là gì? Không có niệm, bạn có niệm, không rồi. Vô niệm cũng không. Có niệm, vô niệm đều không. Đó gọi là chánh niệm, đó mới chân thật là vô niệm. Cái giải thích đó thì không sai. Có niệm, vô niệm thấy đều không có Đây mới gọi là chánh niệm hiện tiền Cho nên Đích thực là Sai một ly đi ngàn dặm Có, không Hai bên đều không dính Lời nói này khó Có niệm thì không phải là vô niệm Vô niệm gì thì có niệm rốt cuộc là ta có niệm hay là vô niệm bạn lại mơ hồ rồi lại không rõ ràng rồi kỳ thật tôi chỉ thích với bạn thì bạn tường tận quyết định không có ý niệm tự tư tự lợi cái niệm này không quyết định có ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh bạn xem có niệm có cái niệm gì có cái ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh vô niệm không có ý niệm tự tư tự lợi đây là chánh niệm cái cách nói này bạn liền dễ hiểu nếu như có ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh trong đó xen tạp lấy ý niệm tự tư tự lợi cái ý niệm này không chánh đây không phải là chánh niệm chánh niệm chắc chắn không có tự tư tự lợi một mực chỉ niệm tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh phục vụ mọi người chưa khế nhập cảnh giới này vào cái cảnh giới này là chân lạ vì tất cả chúng sanh phục vụ là đại lạc lời nói này trong kinh cô ra đều có kinh điển của hồi giáo trong kinh điển nó có rất nhiều lần trong đó có câu là thí giả tỷ tiếp thọ thí giả cánh hữu phước cái ý này là tương đồng Ý nghĩa chính là chúng ta vì người khác. So với người tiếp nhận người khác vì ta càng có phước báo, càng có phước. Cho nên, đích thực là vui ở ngay trong đây. Tịnh huệ, thanh tịnh trí tuệ. Thì thưa thường nói, trí tuệ bát nhã bát nhã ba la mật đa tuyệt đối không phải là trí tuệ của tiểu thừa trời người vì sao vậy trời người tiểu thừa vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn sạch trời người xen tạp tự tư tự lợi phải quấy nhân ngã danh vọng lợi dưỡng tham sân si mãn xen tạp những thứ này không thanh tịnh nhị thừa quyền giáo bồ tát kiến tư phiền não đoạn tận cũng chính là họ không xen tạp phiền não chướng họ xen tạp sở tri chướng cho nên họ vẫn là không thanh tịnh thế nhưng so với chúng ta mà nói họ thanh tịnh hơn chúng ta nhiều rồi họ so với bên trên thì không bằng pháp thân đại sĩ sở tri chướng đoạn tận rồi Phiền não sở tri chướng Hai thứ này đều không xen tạp Đây mới gọi là tịnh huệ Các vị đồng tu lâu năm Nghe cách nói này của tôi liền có thể lý giải Ngày nay chúng ta muốn học Hai loại đồng thời đều phải nhạt. Không nên cho rằng chúng ta vẫn là đoạn phiền não chướng trước. Tiếp theo phá sợ trí chướng vì thì bạn khờ rồi. Bạn phí thời gian rất dài. Bạn học được rất khổ cực. Hai cái đồng thời phải đoạn. Không thể nào hoàn toàn đoạn. Đoạn một phần, hai phần cũng tốt. một năm có thể đoàn một phần hai phần mỗi năm có tiến bộ đây chính là cảnh giới rất tốt không thể nào có thói bước phải gìn giữ